Vâng, xin chào quý vị các bạn trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì tiện đây, có một chiếc xe chuẩn bị giao. Và nó là phiên bản cũng lâu rồi, đã mới gặp EcoSport. Đây là phiên bản ambient rẻ nhất. Đây là phiên bản số tự động nhá. Thì cái mức giá niêm yết của chiếc xe này đang là khoảng 506, 507. Và cái giá bán thực tế thì đang rẻ hơn rất là nhiều, chỉ có hơn 500 một chút thôi. Thì chiếc xe này đang làm thủ tục để chuẩn bị bàn giao tới khách hàng đã đặt xe khá lâu rồi. Và mình có thể thấy ở đây thì Hà Nội Ford cũng đã trang bị cho chiếc xe này full combo phụ kiện. Full combo phụ kiện này bao gồm là gì? Đó là dàn phim cách nhiệt Fujimax bảo hành 10 năm, trải sàn da Simili và camera hành trình phía trước. Đó, trải sàn da đây. Thì cái loại camera này thì có lẽ là loại Android tích hợp Google chỉ đường, Việt Map chẳng hạn. Sơ qua về chiếc xe đi, thì đây là phiên bản ambient số tự động, và như quý hàng có thể thấy thì nó thiếu khá là nhiều so với phiên bản cao cấp nhất Titanium. Đấy, mình đi trong nội thất này thì toàn bộ nội thất ở phía trong thì sẽ là nhựa chứ không có một chút gì là da cả. Ghế thì cũng sẽ là ghế nỉ. Đó. Cũng không có cruise control. Cruise control trên EcoSport thì thông thường sẽ là tính năng ẩn, và có thể trên phiên bản 2020 thì sẽ được unlock tính năng này. Đó. Trên này cũng không gương thì gương chỉnh tay chứ không có điều chỉnh mặt gương điện. Đấy. Đèn đây vẫn có điều chỉnh góc chiếu sáng của đèn. Tuy nhiên thì nó hơi thiếu một chút. Được cái là vẫn có đèn sương mù, đèn gầm. Đây tăng giảm độ sáng này, đèn gầm này. Đồng hồ ở trên phiên bản này thì là đồng hồ cơ bình thường thôi. Phiên bản thấp mà. Nháy đèn xi nhan này. Đó. Gạt mưa này. Cái mặt táp lô thì nó cũng không có gì cả. Nó chỉ có cái đài thôi. Điều cửa gió điều hòa cơ. Đấy, các nút bấm bình thường. Không có gì quá đặc sắc. Đơn giản, nó rẻ tiền, gầm cao máy thoáng. Rẻ tiền, xe an toàn. Và vỏ dày. Lên xuống kính điện. Điều chỉnh mặt gương. Đấy, mà gương thì vẫn gương gập tay kể cả trên phiên bản Titanium. Điểm yếu chí tử. Trên này cũng sẽ không có hộp để kính nhá. Chúng ta có một khay để đồ ở đây. Hơi bé, bệ tí tay hơi bé. Ghế nỉ. Và trên cái hàng ghế thứ hai này thì đây, cảm quan quý hàng có thể thấy là nó hơi chật. Tuy nhiên thì đây, mình 1m80 và ngồi thì như cá nhân mình thì ngồi vẫn thấy, tất nhiên là có chạm nhưng mà nó không quá chật chội. Nếu như hàng ghế lái này mình ngồi ok rồi, và ghế thứ hai thì mình ngồi vẫn thoải mái thôi. Trên phiên bản này thì là phiên bản chỉ có hai túi khí và cũng không có cửa gió điều hòa phía sau. Đó, thì sơ qua về chiếc xe so với phiên bản cao cấp nhất thì chúng ta có thể thấy này, ở phía ngoài thì trang bị nội thất khá là đơn giản. Về trang bị ngoại thất thì chúng ta có thể thấy toàn bộ là đèn halogen. Đó, nó không phải bóng projector như ở trên Titanium. Và cái mặt ga lăng này là cũng mặt ga lăng ốp nhựa thôi, không quá cầu kỳ. La răng thì đây, cái mầm nó hơi xấu. Và ở cuối video thì mình sẽ có cái video so sánh giữa hai phiên bản cao nhất và thấp nhất. Và tất nhiên thì bậc thì vẫn không có rồi. Thanh giá nóc không có này, cửa sổ trời không có này. Đó, không có cảm biến trước sau, không có camera lùi. Vẫn có ốp cua thôi. Thì thông tin thì khả năng thì sẽ phiên bản 2020
mình sẽ bỏ cái ốp cua này đi và cái một vài tính năng ẩn sẽ được unlock trên xe. Tay nắm thì tay nắm đen chứ không phải sơn theo màu xe. Ở trên phiên bản Titanium thì thường sẽ sơn theo màu xe luôn. Thì cái giá bán chiếc xe này cũng khá là rẻ, chỉ hơn 500 một chút, và với các chương trình tính vay trả góp hiện nay thì quý khách hàng chỉ cần bỏ ra đâu đó khoảng 150 đến khoảng 170 triệu tiền xe cộng với chi phí đăng ký, dao động tùy tỉnh thành. Thì mình sẽ sở hữu một chiếc xe gầm cao 3 máy 120 mã và số tự động 6 cấp, thiết kế an toàn, thân vỏ dày và đi cũng tiết kiệm nhiên liệu thôi. Mình không thấy nhiều bác tài sử dụng chiếc xe này để chạy dịch vụ. Nhưng tuy nhiên thì đây là thông số mặc đăng kiểm cấp cho EcoSport. Nó đi không quá tốn ở trong chân các bác tài lành. Thật ra đây là cũng chiếc xe khá là tiết kiệm. Tuy nhiên thì cảm quan không gian thì chiếc xe khá bé, và nhiều người lo ngại là ba máy nó cũng sẽ xuống khá nhanh. Cái đấy nó cũng chỉ là đánh giá về tương đối thôi. Còn mọi chi tiết về giá bán là tư vấn so sánh sản phẩm thì khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với mình qua hotline đang đính kèm trên video, và xem sự khác nhau giữa hai phiên bản cao nhất và thấp nhất ở cuối video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.